Chúng tôi xin được mạn phép một lần nữa giới thiệu phần bảo trợ chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi có bảo trợ và mong rằng các cơ sở bảo trợ tiếp tục để gửi đến quý vị các chương trình hàng năm. Chúng tôi có sự bảo trợ của Toyota, EVA Air, 405 Cabinet and Stones, có kèm nghĩa, có Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Đào and AMD Medical Plaza, Lone Factory, Phở Philê 2 and 3, Pechanga Resort Casino, Quốc Việt Foods and Cafina, Almore Resort, Nha Trang Việt Nam, Sài Gòn City Marketplace and Công ty Tây Hồ, Family Fun Dental, Red Boat Fish Sauce, Princess Lifestyle, Family Choice Medical Group, Synctronic, SunPower and Eco Solar USA. Các cơ sở truyền thông thì chúng tôi cảm ơn Việt Báo Daily News, Người Việt Daily News, Bosa Radio, Sài Gòn Radio Hải Ngoại. And now we would like to reintroduce the judges in the People's Choice Awards. We have Mr. David Cohen. He is a restaurant critic from Southern California News Group, Inland Empire, from San Bernardino and Riverside County. He is a food co-editor for Inland Empire magazine. He's a contributor, Taste of Italia magazine, and a restaurant writer for Redlands Riverside magazine. He also offers charitable diners for various organizations and periodically writes for culinary travel pieces for the Southern California News Group. So you have a professional food critic here with us today. Một người bình luận và chuyên môn đi ăn các món của các nhà hàng ở quận Cam này và đưa chấm điểm cho các nhà hàng. And previously we introduced the judge from Eco Solar. For the remaining judges, we invite you to please help us introduce yourselves. Những người trong ban giám khảo của People's Choice, mời quý vị đều đứng lên và tự giới thiệu về cá nhân mình. Each one of you, please introduce yourself. Hi. Hi. Hello, hello. Hi, everyone. Hello, John. Tôi là John Tà. Tôi xin kính chào quý vị có mặt ngày hôm nay. John Tà rất là cảm ơn Đài Liên Hoan Sài Gòn TV đã cho chúng tôi một cái cơ hội là có một cái vinh làm giám khảo ngày hôm nay. Rất là cảm ơn. Next. Ngọc Lan. Dạ cô mời cô Ngọc Lan ạ. Xin kính chào tất cả mọi người. Mình là Ngọc Lan đến từ Báo Người Việt và rất là hân hạnh hôm nay có mặt ở đây để làm giám khảo People's Choice cho cuộc thi này. Thank you. Xin mời. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Linh Nguyễn. Em đến từ Phở Phi Lê 1 và 2. Và em cũng được hạnh diện khi được tham dự cuộc thi bánh chưng bánh tét kỳ này. Cảm ơn chị, cảm ơn sự bảo trợ. All right, now in just a moment we will be returning to these teams. Each team will bring up their finished rice cake and cut it in front of the judges for everyone to look inside what it looks like after the cooking process is complete. But first, I would like to invite a representative from EVA Air to please come up and share a few words. And please give a big round of applause for Anh Raymond Wong. EVA Air, thưa quý vị. Raymond xin đại diện cho hãng hàng không EVA Air. Xin gửi lời chào thân ái tới quý khán giả ở tại Rosa TV, cũng như ở đây như đang coi trên truyền hình. Sài Gòn EVA xin gửi lời kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài và cảm ơn những sự ủng hộ trong những năm qua và tiếp tục ủng hộ cho năm tới. Xin cảm ơn. Thank you EVA. Thank you so much. And now from representing Red Boat, we have a singer who will share a song with you. Now students, during this song, please be ready. You will be bringing your platter up and bringing all of your utensils up to cut the cake for the judges. Vâng thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị chào đón ca sĩ Mai Thanh Thúy đại diện cho công ty nước mắm Red Boat.
ca sĩ Mai Thanh Thúy. Thank you. Cảm ơn. Mai Thanh Thúy xin thân ái kính chào tất cả quý khán giả hiện diện nơi này, đang trong một không khí rất tương bừng mừng đón Xuân Canh Tí 2020. Mai Thanh Thúy hân hạnh được đứng đây để kính chúc đến quý tất cả quý vị một năm mới thật dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị nơi này. Và Mai Thanh Thúy xin kính chúc đến Đài Little Sài Gòn và các chuyên viên sẽ sang một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn Đài Little Sài Gòn luôn luôn sản xuất những chương trình rất là hay và thật là ý nghĩa, mang những văn hóa của Việt Nam mình cho tất cả cộng đồng người Việt Nam mình tại hải ngoại. Em chào anh Kevin Hiệp. Hôm nay Mai Thanh Thúy đến đây cũng rất là vui mừng và hãnh diện được đại diện cho hãng nước mắm công ty Redbot, chủ nhân là anh Cường Phạm, đến đây để được bảo trợ cho chương trình trong ngày hôm nay. Nhất là công ty nước mắm Redbot là một sản phẩm Mai Thanh Thúy nghĩ rằng trong bếp tất cả mọi gia đình Việt Nam chúng ta ai ai cũng dùng nước mắm, có phải không ạ? Nước mắm nhĩ Redbot do công ty Redbot sản xuất. Đây là một loại mắm rất thơm ngon, tinh khiết và chỉ dùng với hai nguyên liệu, không có chất tiểu vị, không tạp hóa, không pha chế hỗn hợp bởi các chất tạp hóa. Và nguyên liệu của nước mắm nhĩ Redbot này chỉ đặc biệt dùng đó là cá cơm than và muối sạch tại biển Phú Quốc, nước mắm sản xuất tại Việt Nam. Mai Thanh Thúy xin thay mặt chủ nhân của hãng nước mắm Redbot đến nơi đây để kính chúc tất cả quý vị sang một năm mới thật là an khang, thật là thịnh vượng. Và một lần nữa xin cảm ơn Đài Little Sài Gòn luôn luôn mang đến cho cộng đồng chúng ta một chương trình thật là đặc sắc, mang lên, nêu lên những nét văn hóa và cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Cũng như chủ nhân của nước mắm Redbot cũng dùng với phương pháp cổ truyền để ướp chượp những thùng cá và làm mắm để bán đến tất cả mọi nơi cho người Việt chúng ta, thì nguyên liệu của cá cơm than và mắm sạch là loại cá được bắt lên từ được vịnh Phú Quốc và đã được ướp tại Việt Nam, đã mang sang và chuẩn duyệt sang Hoa Kỳ này, được FDA chuẩn duyệt. Và mắm có bán tại khắp mọi nơi trên các siêu thị của Việt Nam chúng ta, trong quận Cam cũng như trong khắp tất cả các tiểu bang. Nước mắm nhĩ Redbot đã được dùng trong những chương trình Food Network của Mỹ và đã được dùng cho rất nhiều những vị đầu bếp nổi tiếng của nhà hàng Mỹ. Và Redbot thật hân hạnh được là một trong những ingredient rất quan trọng cho Việt Nam của chúng ta. Mai Thanh Thúy xin cảm ơn thật là nhiều. Vâng, quý vị cho ca sĩ Mai Thanh Thúy một tràng pháo tay. Cảm ơn sự bảo trợ của nước mắm Redbot. Và bây giờ chúng tôi đưa các em mang nguyên một mâm 6 chiếc bánh để ban giám khảo randomly chọn lựa ngẫu hứng một chiếc. Và okay, sau đó sẽ cắt ra tại chỗ. Wow, okay, so the students are following me right over here. Watch your step. And it takes two students to bring all the rice cakes down. They are very heavy. All right. Watch your step. There are stairs over here. Cẩn thận các em ơi. Công trình